chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa thứ năm ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh STV. Bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông. Tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, tổng dư nợ các nguồn vốn tạo việc làm của tỉnh Sơn La đạt hơn 792 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 14.500 lao động. Lan tỏa chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn, chính sách. Điều kiện gia đình còn khó khăn nên không có tiền mua thẻ bảo hiểm y tế. Hôm nay được tặng thẻ bảo hiểm y tế, tôi yên tâm khi ốm đau, đi khám chữa bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo nghị quyết số 29 của ban chấp hành trung ương đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được triển khai bước đầu mang lại chuyển biến tích cực. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được củng cố tăng cường. Hệ thống cơ sở vật chất thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Chất lượng giáo dục phổ thông được duy trì và nâng cao. Tuy nhiên, việc biên soạn, thực nghiệm và thẩm định sách giáo khoa còn hạn chế, tình trạng thừa thiếu giáo viên chậm được khắc phục, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 32 về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan và các địa phương hoàn thiện đề án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện và phát triển chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Ban hành văn bản hướng dẫn về phương pháp định giá sách giáo khoa, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, phát hành để giảm giá thành sách giáo khoa đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh diện chính sách diện hộ nghèo học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vùng sâu vùng xa học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số Sáng nay, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị Công an toàn tỉnh lần thứ 79, tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Bùi Minh Tân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Năm 2023, công an tỉnh Sơn La đã làm tốt vai trò tham mưu với thường trực ban thường vụ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh toàn diện trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Lực lượng công an đã chủ động nắm chắc, phân tích dự báo sát đúng tình hình, triển khai toàn diện các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh tham mưu xây dựng triển khai đề án phòng ngừa đấu tranh với hoạt động tuyên truyền lập nhà nước mông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, tổ chức đấu tranh xóa bỏ tổ chức bà cô dợ trên địa bàn, kịp thời giải quyết nhanh hiệu quả rứt điểm các vụ việc hiện tượng phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra bị động đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Tham mưu ban hành đề án kế hoạch liên ngành hoạt động ban chỉ đạo 279 của tỉnh ủy về đấu tranh phòng chống ma túy kiềm chế phạm pháp hình sự, không để hình thành tội phạm có tổ chức băng ổ nhóm hình sự, hoạt động theo kiểu xã hội đen, chủ động tham mưu triển khai quyết liệt có hiệu quả đề án 06 của chính phủ, hoàn thành 100% cấp căn cước công dân gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, duy trì hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với công an 9 tỉnh Bắc Lào trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương khu vực biên giới. Chiều qua, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Công an Sơn La có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an 12 huyện thành phố. Năm 2023, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt đề án 06. Đến nay, cả nước đã cấp căn cước công dân gắn chip trên 84 triệu căn cước công dân, thu nhận 70,2 triệu hồ sơ và kích hoạt trên 52 triệu tài khoản định danh điện tử. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp tục được tăng cường thực hiện hiệu quả. Số vụ phát hiện bắt giữ tăng 21,6%, số đối tượng tăng 33,2% số vũ khí thu hồi tăng 36,5% so với năm trước. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội các cấp thực hiện nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước đối với công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tập trung triển khai và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an công an các đơn vị địa phương tập trung làm tốt hai vai trò là thường trực tham mưu và tiên phong gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện đề án 06, làm tốt công tác bảo đảm dữ liệu luôn đúng đủ sạch sống, phối hợp với ngân hàng nhà nước tạo điều kiện cho người dân được thừa hưởng những tiện ích của đề án 06 để tiếp cận nguồn vốn vay được thuận lợi, giảm thiểu tín dụng đen. Sáng nay, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, đã chủ trì hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Năm 2023, Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh triển khai, thu hút sự hưởng ứng tích cực tham gia của cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.680 mô hình dân vận khéo. Hệ thống dân vận các cấp được chú trọng củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo kế hoạch, trong năm 2024, Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện nghiêm luật thực hiện dân chủ cơ sở và các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, đồng thời tăng cường thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, phát huy vai trò của ban công tác mặt trận, các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trong tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Huyện ủy Bắc Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết, ban chỉ đạo chuyển đổi số đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023 công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bắc Yên được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời các chỉ tiêu chuyển đổi số cơ bản được hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn huyện có 927 cán bộ công chức viên chức, thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp huyện cấp xã được tham gia các lớp tập huấn chuyên đề về chuyển đổi số. Hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư tới vùng sâu vùng xa, mạng di động 4G và cáp quang phủ sóng tất cả các xã. Tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao cáp quang đạt 35%, tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 60,29%, tỷ lệ người sử dụng Internet ước đạt 43%. Huyện Bắc Yên xác định tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của huyện năm 2024, đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng xã hội số để hướng người dân sử dụng các dịch vụ số tiết yếu phục vụ cuộc sống. Tiếp tục phần tin, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ước tính năm 2023 vừa qua, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2023, các giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh, công tác tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quản lý chặt chẽ hơn. Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được chú trọng, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp Hiện tại có khoảng 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 500 doanh nghiệp được cấp phép đưa người Việt Nam lao động nước ngoài. Cùng với triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách chương trình, đề án giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động, cải cách bảo hiểm thất nghiệp để thật sự trở thành công cụ quản trị thị trường lao động. Thời gian qua các sở ngành chức năng và các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. Trong năm 2023, từ các nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội huy động, nguồn vốn ủy thác địa phương, toàn tỉnh đã giải ngân cho vay gần 342 tỷ đồng, triển khai thực hiện 5.524 dự án tạo việc làm cho lao động địa phương, đưa tổng dư nợ các nguồn vốn tạo việc làm trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 792 tỷ đồng, thực hiện 14.491 dự án tạo việc làm cho gần 14.500 lao động. Bên cạnh đó, chính sách phát triển mở rộng chuyển đổi đất rừng hoang hóa sang trồng cây ăn quả theo hướng chuyên canh gắn với bảo quản chế biến được tập trung thực hiện đã góp phần chuyển đổi ngành nghề với gần 732.000 lao động tham gia các thành phần kinh tế. Trong đó, tỷ lệ lao động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm gần 63%, công nghiệp và xây dựng chiếm 18%, thương mại dịch vụ và du lịch chiếm gần 19%. Sơn La có nhiều sản phẩm đặc trưng địa phương, nhất là các sản phẩm từ nông nghiệp việc xây dựng quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm nông sản ngày càng được các cấp các ngành địa phương và người sản xuất quan tâm. Đây được xem là giải pháp quan trọng tạo chỗ đứng cho sản phẩm hàng hóa trên thị trường và niềm tin của người tiêu dùng. Xu thế cạnh tranh của thị trường đòi hỏi sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ từ cơ quan chức năng, vì vậy việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Đến nay đã có 27 sản phẩm được cấp bảo hộ nhãn hiệu mang địa danh của tỉnh. Công tác triển khai xây dựng thương hiệu nông sản đã đem lại những hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giúp xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải tạo cuộc sống ổn định cho nhân dân, đặc biệt là người dân tại các vùng sâu vùng xa. Nhiều loại nông sản đã dần khẳng định được giá trị trên thị trường và được người tiêu dùng trong và nước ngoài biết đến sau khi được cấp nhãn hiệu chứng nhận. Sản phẩm tiêu biểu như sản phẩm nhãn sông Mã, bơ Mộc Châu, na Mai Sơn, sau khi được cấp nhãn hiệu chứng nhận, giá bán ổn định hơn, diện tích trồng được mở rộng, sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, khẳng định được chất lượng, tạo được danh tiếng trên thị trường. Tòa tỉnh Sơn La hiện có 38 chuỗi sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, gắn với chi bến và thị trường tiêu thụ. Với diện tích khoảng 318 ha, trung bình mỗi năm Sơn La cung cấp cho thị trường hơn 12.000 tấn rau an toàn, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Theo đó, các vùng chuyên canh rau an toàn tập trung chủ yếu ở các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Mai Sơn và Phú Yên. Đây là những địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên để phát triển các loại rau củ quả. Triển khai quyết định số 4765 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La. Phần đầu đến năm 2030, diện tích gieo trồng rau an toàn tỉnh đạt khoảng 25.000 ha, sản lượng ước đạt trên 300.000 tấn, trong đó diện tích rau an toàn tập trung đảm bảo truy xuất nguồn gốc an toàn ước đạt 7.500 ha, sản lượng ước đạt trên 80.000 tấn trở lên. Trong đó, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức sản xuất ngành hàng rau trên địa bàn theo chuỗi giá trị, liên kết chặt chẽ giữa người trồng rau với hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm rau, xây dựng mã số vùng trồng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, ứng dụng khoa học công nghệ mới trong toàn bộ quá trình sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm rau chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có khả năng cạnh tranh cao. Trên 600 hoạt động thiện nguyện, hơn 20 tỷ đồng được huy động quyên góp để hỗ trợ các địa phương khó khăn và hộ nghèo trong tỉnh. Đây là kết quả tiêu biểu trong phong trào tình nguyện được tổ chức đoàn các cấp triển khai trong năm 2023. Theo đó, các phong trào tình nguyện được phát động và tổ chức đa dạng về hình thức, thiết thực về nội dung như phong trào tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, hoạt động xây dựng đô thị văn minh, tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Kết quả trong năm tổ chức đoàn các cấp đã thực hiện trên 600 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 70.000 đoàn viên thanh niên tham gia, xây dựng được hơn 800 công trình thanh niên các cấp, 4 tuyến đường thanh niên với gần 20 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, tu sửa 17 công trình thủy lợi, xóa và xây dựng mới 20 nhà tạm, nhà rột nát, nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết cho nhân dân và thanh niên, trao tặng trên 20.000 xuất quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thông qua các phong trào tình nguyện đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Hiệu quả các phong trào tình nguyện đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Để thiết thực hỗ trợ người thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã thực hiện chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024. Tấm thẻ bảo hiểm y tế được coi là những phần quà ý nghĩa, là niềm vui nhằm động viên bà con trong dịp Tết đến xuân về, giúp họ vượt qua khó khăn, giảm chi phí mỗi khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Chị Giang Thị Dế ở bản Phiên Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu cùng 80 hộ dân trong xã Tân Lập rất vui vì những hộ hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị được bảo hiểm xã hội tỉnh quan tâm tặng thẻ bảo hiểm y tế đúng dịp xuân giáp Thìn giúp chị và các hộ trong xã yên tâm hơn nếu như chẳng may bị ốm đau phải đi viện đã có tấm thẻ bảo hiểm y tế giúp giảm bớt khó khăn cho gia đình. Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn không có tiền mua thẻ bảo hiểm y tế nên khi gia đình có người bị ốm phải đi viện mất nhiều chi phí. Hôm nay gia đình tôi được tặng thẻ bảo hiểm y tế tôi rất vui. Sau này hết thời hạn của thẻ có tiền tôi cũng mua thẻ bảo hiểm y tế. Điều kiện gia đình còn khó khăn nên không có tiền mua thẻ bảo hiểm y tế. Hôm nay được tặng thẻ bảo hiểm y tế, tôi yên tâm khi ốm đau, đi khám chữa bệnh. Tân Lập là xã tái định cư của huyện Mộc Châu. Xã đã hoàn thành nông thôn mới từ năm 2020. Người dân trên địa bàn hầu hết thuộc diện phải mua thẻ bảo hiểm y tế. Năm 2023, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, xã đã có 88% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài 80 người được bảo hiểm xã hội tỉnh tặng thẻ bảo hiểm y tế, đợt Tết Giáp Thìn này còn hơn 400 người thuộc diện phải mua thẻ bảo hiểm y tế. Xã tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân hiểu và tích cực tham gia. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đó, tuyên truyền vận động đến những cái bản mà được hưởng theo cái nghị định 75 của chính phủ đó, là được hỗ trợ 70%, người dân còn đóng 30% thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền vận động người dân nhận thức được cái quyền lợi mà người dân được hưởng, cái mức người dân phải đóng để từ đó người dân nâng cao cái tinh thần trách nhiệm hơn, quan tâm đến sức khỏe của bản thân và của gia đình, ưu tiên một phần tài chính để tham gia bảo hiểm y tế. Chúng tôi cũng đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng từ cái đợt này và dự kiến trao tặng khoảng độ 1.700 thẻ. Thế thì với cái mục đích là vừa trao tặng thẻ cho người có hoàn cảnh khó khăn nhưng đồng thời cũng với mục đích là cũng tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ cái ý nghĩa, cái giá trị nhân văn của chính sách đảng và nhà nước. Đó là cái tấm thẻ bảo hiểm y tế. Khi người dân không may ốm đau vào viện thì được bởi quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn 2023 không chỉ thể hiện sự chung tay đồng hành của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, mà còn lan tỏa tính nhân văn, chia sẻ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến mọi người dân, góp phần mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, đẩy nhanh lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề, nội dung 3 thuộc dự án 1, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vừa qua, phòng dân tộc huyện Bắc Yên đã trao hỗ trợ nông cụ, máy móc, làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đời này, huyện Bắc Yên có 306 hộ thuộc các bản của hai xã Chim Vàn và Bắc Nga là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã bản đặc biệt khó khăn được hỗ trợ nông cụ, máy móc, gồm máy cày, máy sắt thóc, máy phun thuốc và máy tuốt lúa với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Ban ngành hỗ trợ cái máy phun với cái máy phát em em rất là cảm ơn. Thì em vấn đấu cho nó làm cho nó được để em thoát nghèo. Việc hỗ trợ nông cụ máy móc cho hộ nghèo vùng dự án thiếu đất sản xuất nhằm hỗ trợ người dân có đủ máy móc nông cụ, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập ổn định đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm số xã bản có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.